Chào anh em. Thời gian gần đây thì như anh em đã thấy là thị trường xe giá cũng đã rất xuống rồi. Và hôm nay thì mình cũng sẽ lên cho anh em một chiếc xe mà anh em có thể dễ dàng lựa chọn. Mình để ý thì khá là nhiều anh em thích những cái dòng xe mà dưới 500 triệu tại Auto Gia Huy. Thứ nhất là có thể là bởi vì Auto Gia Huy đã rất là uy tín trong việc bán những dòng xe đắt tiền rồi. Thế nên là việc lựa chọn nếu mà có những dòng xe rẻ tiền thì mình thấy anh em khá là tranh nhau để mua. Thì cái video này mình sẽ lên cho anh em một chiếc xe phải gọi là tuyệt vời luôn. Không phải nghĩ, ở đây là một chiếc Ford Focus và chiếc xe này là sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015. Chiếc xe Odo thì là hơn 11 vạn và anh em mình hãy cùng tìm hiểu cũng như là nhìn xem một chiếc Ford Focus sẽ có những gì với mức giá dưới 500 triệu đồng nhé. Điều đầu tiên để có thể nói về một chiếc Ford Focus đó chính là chúng ta sẽ có một cái ngoại thất kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ là sao? Bởi vì đây là một chiếc xe có thể gọi là hatchback, nhưng mà dù sao thì anh em có thể thấy luôn là cái xe hatchback này dáng nó không hề tù, chẳng hạn như là anh em đã từng xem cái video qua về chiếc Audi A1 hoặc là chiếc Mini Cooper cũng như là một số cái xe hatchback khác đang có mặt tại Auto Gia Huy, thì anh em phải thấy phần đầu xe được thiết kế khá là dài đó và nhìn rất là đẹp luôn. Phần mặt ga lăng thì được thiết kế nhỏ nhắn cũng như là cái chừa cho cái phần hốc gió khá là lớn ở ngay phần giữa trung tâm đây. Xe thì đã có cho mình phần đèn gầm mà cũng như là hệ thống đèn chính của xe là sử dụng đèn halogen. Là một chiếc xe giá rẻ, phân khúc cực kỳ bình dân, nhập khẩu và đến từ Mỹ, thì chúng ta có thể kể đến những cái thông số cơ bản như là chiếc xe sử dụng động cơ 1.6, thế nên là vấn đề tiêu hao nguyên liệu sẽ là cực kỳ ít. Ở ngay đây chúng ta sẽ có cho mình phần lốp, như em thấy là phần lốp trông khá là mới, xe bên mình thì vừa mới về thôi. Phần la răng là 5 chấu kép cũng như là lốp là 19x. Phần khoảng gầm thì không được nổi trội cho lắm, nhưng mà do cái phần ốp gầm quanh đây như em thấy nó là nhựa rồi nên là chạy thì cũng có một phần tiếng ồn vừa vừa đó. Ngay đây chúng ta sẽ có phần led báo rẽ ngay trên gương. Phần led báo rẽ này được trang bị ở đây cũng khá là ok, ổn áp để mà anh em chạy cũng như là sử dụng. Một số xe hatchback thì hiện tại chắc là chỉ có xe dòng nhập thì mới có phần led báo rẽ trên xe mà thôi, nhưng em thấy thì phần chiều dài xe cũng khá là ấn tượng với một chiếc hatchback cũng như là phần ngoại thất anh em có thể thấy luôn, nhìn khá là đẹp cũng như là bắt mắt. Chạy ra ngoài đường thì anh em trẻ mua chạy vẫn rất chi là thoải mái mà nó sẽ không bao giờ khiến cho bạn cảm thấy bị quê cả. Và hãy cùng mình nhìn vào trong phần nội thất cũng như là xem nội thất chiếc xe trông ra sao nhé. Đầu tiên về phần nội thất thì anh em sẽ có một cái không gian ngồi ở khoang ghế lái. Về trải nghiệm lái thì mình sẽ thêm một video nữa quay để nói về trải nghiệm lái cũng như là mức độ tiêu hao nguyên liệu của nó. Thì về cơ bản ở ngay đây chúng ta đã có cho mình là gương điện cũng như là trên chiếc xe này thì cái trải nghiệm khoang ngồi cũng sẽ khá là thoải mái. Ghế thì vẫn là chỉnh cơ thôi và phần vô lăng thì đã được ưu ái là bọc phun da rồi, cũng như là tích hợp nút rảnh tay ở trên vô lăng dù là một chiếc xe đời khá sâu. Điều hòa thì sẽ là đa vùng ở ngay đây và tất cả các nút tùy chỉnh trên xe thì hiện tại đều nút cơ toàn bộ cả, nhưng mà sẽ có một cái trải nghiệm thiết kế khá là tối ưu cũng như tuyệt vời về việc để các thông số kỹ thuật ở ngay đây. Là một chiếc xe nhập Mỹ thì chắc chắn cái tiêu chuẩn xe nó cũng sẽ khá là cao, thế nên là trải nghiệm thì không phải nghĩ về vấn đề gì cả. Chiếc xe này thì là full lịch sử bảo dưỡng hãng, anh em qua mua hoặc anh em xem thì sẽ không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Anh em có thể nhìn qua một vòng quanh cái phần nội thất cũng như là tablo xe thì còn rất chi là mới. Phần ghế da thì là màu đen cũng như là cái trải nghiệm ở trong cái phần không gian nội thất này, anh em có thể nhìn là khi mà ngồi lên nhìn trực tiếp luôn thì xe sẽ gần như là mới cóng luôn anh em ạ, dù là chạy 11 vạn rồi đấy. Phần cần số thì anh em sẽ có một cái cần số thiết kế khá là đẹp cũng như là bắt mắt dù là một chiếc xe đời 2014. Phanh thì anh em vẫn sẽ sử dụng là phanh tay thôi. Cái phần phanh tay này cũng khá là ăn đấy anh em ạ. Đó. Và ngay đây chúng ta bệ tì tay thì đã được tích hợp cho mình cổng sạc USB rồi. Khu vực để cốc cũng đã có và trên hết là chiếc xe này được trang bị đầu đĩa CD. Radio cũng như là kết nối điện thoại thì cũng đã có, dù màn hình hiển thị giải trí nó kiểu chỉ bé tí tí thôi, nhưng mà để mà kết nối hoặc là phục vụ giải trí thì sẽ ở mức cơ bản là ổn nếu mà chạy một chiếc xe gia đình. Chiếc xe thì đã được chủ cũ lên cho chúng ta cam hành trình rồi, thành ra việc nhận xe chạy và để lên thêm những cái option thì nó gần như là không cần phải lên gì cả với một chiếc xe gia đình. Ngay phần cửa xe thì toàn bộ cái phần viền cửa với cả khu vực cửa thì chúng ta cũng sẽ có cái phần bọc da cũng như là phần nhựa giả vân da khá là đẹp, nhìn thì rất là bắt mắt và toàn bộ cái phần này thì không có bất kỳ dấu hiệu xước hoặc là phồng rộp gì về quá trình sử dụng cả. Phần da phải gọi là cực kỳ ok,
ở khoang ghế lái trước để có thể nhìn cũng như cảm nhận được. Và anh em hãy cùng mình đến cái phần khoang ghế sau để xem là cái trải nghiệm ngồi trên một chiếc hatchback đến từ Mỹ thì nó sẽ có một cái khoang ghế sau cũng như là trải nghiệm như nào nhé. Đây, vào ngay phần khoang ghế sau thì chúng ta sẽ có một cái khu vực ngồi mình đánh giá là ok, ổn luôn này. Ngồi thì kiểu về cái vấn đề chiều cao thì kiểu để mà nói thì chiều cao mình cũng cơ bản xem tầm gần 1m8 một chút, nên là việc trải nghiệm ngồi thì một số dòng xe chẳng hạn như là sedan, dòng thể thao hay là dòng hatchback thì mình cũng khá là kỵ, bởi vì cái vấn đề ngồi nó sẽ khá là chật chội. Nhưng mà để mà nói trên chiếc xe này thì cái vấn đề ngồi nó thật sự là thoải mái luôn. Cái phần ghế ở bên trước mặt thì các bạn có thể thấy là mình sẽ đảo một vòng quanh, thì như anh em có thể thấy là cái phần khu vực ghế trước hay ghế sau thì mình gần như là không tùy chỉnh về cái vấn đề ghế ngồi luôn, mà khoang ghế lái trước ngồi thoải mái và khoang ghế lái sau chân trước các thứ mình có thể ườn người ra hoặc là ngồi thẳng lưng lên, thì cái phần diện tích để mà ngồi nó vẫn vô cùng là thoải mái. Xe thì sẽ chưa có cái bệ tì tay ở giữa trung tâm gì cả, là một chiếc xe kiểu về cơ bản thì giá rẻ nhưng mà chắc chắn thì ngồi để trải nghiệm chạy gia đình thì đây sẽ là một lựa chọn hợp lý, dưới 500 triệu, có thể chỉ hơn 300 triệu một chút thôi. Và anh em hãy cùng mình xem cái phần cốp sau để xem một chiếc xe hatchback dùng để chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ cũng như là cái phần thiết kế ở đít thì trông ra sao và cái mức giá cụ thể của em nó ở cuối video là như nào nhé. Đến cái phần đuôi xe thì anh em thấy là xe được trang bị cho mình cánh gió này, không quá lớn, không quá nổi trội, nhưng mà về động lực học nó vẫn được tối ưu khá là tốt. Đèn sau thì cũng là đèn halogen thôi, chúng ta sẽ chưa có hệ thống đèn LED. Cam lùi đã được chủ xe trang bị rồi và thành ra là anh em chạy xe sẽ rất chi là thoải mái. Nhưng anh em thấy là xe mang biển Hà Nội, thành ra là khi mà chạy xe về cái vấn đề xăng xe thì các thứ thì sẽ không phải là vấn đề gì quá nhiều đâu. Đó, phần cốp như anh em để thấy ở ngay đây là cái không gian cốp cũng khá là rộng, và như anh em nhìn luôn vào đây không gian cốp toàn bộ các khu vực này, dù chạy 11 vạn nhưng mà cái việc bị xước xác các thứ hoặc là phần cốp trông vẫn cực kỳ mới luôn. Đến cả cái phần này nha, anh em thấy là bình thường nhiều chủ xe chạy nhiều nó sẽ có cái vấn đề là cong vênh biết các thứ, nhưng anh em để thấy ở ngay đây là rất chỉ là ổn à. Và toàn bộ cái phần nhựa ngay trên cái phần viền trên là tí mình sẽ đảo quay ra để cho anh em xem. Chiếc xe thì về cơ bản là không gian cốp mình tính là nó sẽ rất là ok. Chạy dịch vụ thì để hai cái vali, một cái túi thể thao để vào thì vẫn chắc chắn là ổn. Còn chạy gia đình thì không phải cấn, không phải nghĩ. Và như em thấy là một chiếc xe Ford đến từ Mỹ thì đây là một chiếc xe cực kỳ đáng tiền. Và hãy cùng mình đến cái đoạn cuối của video để biết giá về nó là bao nhiêu nhé. Đó, và đấy là tổng quan về cái vấn đề ngoại thất cũng như là nội thất về chiếc xe. Còn về cái vấn đề trải nghiệm lái hoặc là về khối động cơ cũng như là mức độ tiêu hao nguyên liệu thì chắc chắn là mình sẽ cần phải dành một thời gian khác để làm cái video tiếp theo. Cũng như là sẽ cần có sự hỗ trợ của một số anh em đi cùng nữa để có một cái đánh giá trực quan nhất khi mà trải nghiệm thử chiếc xe này. Và nếu như mà anh em đang có nhu cầu mong muốn mua chiếc xe này thì cái Odo của em nó thì mình đã nhắc đến ở ngay đầu video. 11 vạn cũng như là mức giá em nó chuẩn là 335 triệu. Chỉ với 335 triệu anh em sở hữu cho mình một chiếc xe Ford Focus dáng hatchback trông cực kỳ nổi trội cũng như là chơi, ăn rất nhiều chiếc hatchback khác trên thị trường, mà trên hết là chiếc xe sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015, đã mang lên biển thành phố rồi. Vấn đề sang tên đổi chủ hay là biển xe thì không phải là vấn đề quá cấn cho anh em trong khoản chi phí nữa. Và như em đã biết, Auto Gia Huy chuyên xe nhập khẩu, và video sau anh em có thể chờ đợi ngày gần nhất sau đây.